Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 6 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ nha quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt, loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau: ớt Chỉ Thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long 30.000 đến 33.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp 30.000 đến 33.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang 28.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ 28.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh 30.000 đến 33.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng và 28.000 đến 30.000 đồng mỗi kg. Giá ớt cổ nhất và khoảng và 29.000 đến 30.000 đồng mỗi kg. Giá ớt cổ nhì và khoảng và 27.000 đến 28.000 đồng mỗi kg. Giá ớt nách, ớt xuất khẩu và khoảng và 31.000 đến 33.000 đồng mỗi kg. Ớt Chỉ Thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, miền Trung, Đắk Lắk 26.000 đến 28.000 đồng mỗi kg. Gia Lai 26.000 đến 28.000 đồng mỗi kg. Bình Định 25.000 đến 27.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng 26.000 đến 28.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai 26.000 đến 28.000 đồng mỗi kg. Ớt chợ có giá từ và 25.000 đến 27.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh